Xin chào các bạn, chào các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn cùng nhau thực hành phân tích con MBS các bạn nhé. Đây, đối với con MBS thì vốn hóa thị trường của nó 15.000 tỷ, số cổ phiếu hàng 500 triệu cổ phiếu. Mình đánh giá đây là một con cổ phiếu gọi là mid cap bạn nhé. Về phân tích theo dòng tiền DRG thì con này nó đang ở giai đoạn tích lũy. Về cơ cấu cổ đông con này, ban lãnh đạo làm thuê không nói là tổ chức 79%, nước ngoài 2%, nói chung là cô đặc bạn nhé. Về tài chính thì lợi nhuận sau thuế là dương này, quý 2 năm 24 còn cao hơn quý 2 năm 23 là ổn này. Về mặt kỹ thuật thì chắc chắn là bo cung rồi, đây nó bo cung đây bạn ơi, bởi vì là nó cô đặc mà. Đây là nền giá số 1 của nó các bạn nhé. Đây. Đây là nền giá số 1 của nó. Đây là nền giá số 2 của nó. Đấy coi chưa? Và đây là nền giá số 3 của nó đây. Nền giá số 3 lên tương đối cao rồi thì khả năng cao đây là phân phối. Đây là thời gian phân phối, để xem thời gian phân phối bao lâu rồi. 150 ngày là tương đối dài này các bạn nhá. Như các bạn thấy ở đây. Đấy hiện tại thì có vào hay không thì chắc chắn là mất điểm mua rồi, quá để mua rồi anh em. Quá để mua rồi các bạn nhá. Đấy, lên đến đây rồi cần mua mua gì nữa. Nhưng mà các bạn thể thấy ở đây đó chính là con này quả vì nó bo cung thế nên là nó cứ đạp xuống là cá mập nó lại đẩy lên. Đây, đạp xuống cá mập bên thành âm 8% để thành dương 8% thành tạo ra cây nến to đùng như này để mới chờ. Đấy, nói chung là con này giờ không vào được nữa để qua để mua này các bạn nhé. Như vậy hôm nay mình cũng nhau thực hành phân tích con MBS thì hôm nay mình like cái nhà thôi, tạm biệt các bạn, bye bye.